gun. Án nè, lớn lên con đếm tiền, xếp tiền không đây. Đây là cái ngày này đây. Đó. Con lớn lên là con có đếm tiền và xếp tiền không? Đây là cái ngày này đây. Đây là nghề đếm tiền. Ngày đếm tiền và xếp tiền không? Ai cộng gì? Đó. Mày chợ mà có iPhone rồi. Ngoài qua bên này còn đi cái gì nữa, hàng gì nữa? Chuẩn bị cài vô là thấy. Em muốn mua cái gì thì mua cho đó. Có nghĩa là hòn như vậy để cái chi có thể bán cho chị ủng hộ. À, coi thử đi. Bia không? Bia nước ngọt không? Bia nước ngọt hả? Áp eco đầy đủ. Ủa cái này... Nước tăng lực. Tăng lực nhưng mà của Thái hay của... Thái? Hả? Có. Số điện thoại kìa. 0909 430 696. Nước màu lấy loại bình thường hả? Áp eco. Đây. Quay lại đăng Facebook mà anh làm gì anh chứ định đợi cho nữa. Cái kia 10.000. Đây. Cái này nó là vừa từ vừa ra. Eco phủ chợ luôn. Eco là do tới chợ luôn. Đây coi cái này làm nha. Gì thèm gỗ rồi nhìn đi nhau nữa chị ở đâu ai biết chị gặp đi chợ hay sao ấy chị bảo chờ em và mua hàng rồi cô vô tới chợ luôn. Sập chợ nha. 2.000 ăn nhiều thì ăn. Còn cái nhà nữa. Chọn vô đây nè để chọn nè sau. chỉ đằng sau mua nè, chọn vô nè, chọn vô nè, phối nè, để thở nè, đi nè. Em mua bò Thái hay bò bò gì? Bò Thái hả? Của bên nhà phân phối Nam Thảo. Vâng. Quay rồi. Ê cô phụ trợ. Đệ Nhị, Nam Ngư.
nha, bây giờ cũng bán 3 hệ anh nhỉ. Ủa cái này là cũng của Tulimet hả? Cũng của ai? Tại vì bất chết lắm. Cái phim có sáng tạo một không, nó thuộc dạng nó không phải là đặc biệt, nhưng mà cái đó là giá bán được, cái đó là người ta mua nhiều, cái người ta mua mấy thùng đó. Chỉ có trên đây có, chứ trên app chưa thì không có. Cái đó mấy anh xe nó riêng này, nó cho người trên đây ổng đưa lên sáng tạo lắm, sáng tạo một nè, này một bịch, một bịch đó, một bịch là mà đặc biệt là mua uống hay mua gì? Mua bán cái này là loại mà người ta đặt là mấy thùng đấy à.